Thúy. Thúy hả? Em là vai chị hay là vai em muốn nâng? Vai em nhưng mà lớn tuổi hơn. À, vai em nhưng mà lớn tuổi hơn ha. Dạ. Hôm qua cái sự việc xảy ra vào lúc mà mấy giờ em có thể chia sẻ với anh được không? Hồi hôm qua lúc mà cháu em nó tan vô á, là lúc đó là 8 giờ mấy, tan vô cái tin người ta đăng lên đó. À. Là 8 mấy gần 9 giờ là em có vô em coi. Thì em thấy hình của thằng Nghĩa, rồi em mới đọc cái tiêu đề là có biến lớn ở Tân Châu là em biết rồi. À. Em còn tại cũng có liên lạc với lại Ngân á, là biết là nó làm ở trên Tân Châu. Là em biết rồi, mà em đâu có ngờ sự việc nó nặng nề tới vậy đâu. Chỉ cần thấy có thằng Nghĩa là biết sự việc nó xảy ra là dạ. Nói chuyện rồi đúng không? Dạ. Lúc mà đó là 8 giờ mấy rồi bắt đầu rằng người ta thông báo về nhà khoảng mấy giờ em? À, không, lúc mà Ngân nó chạy đó, nó chạy được đó là nó đọc số điện thoại cho người dân đó, gọi cho chị hai nó. Nó còn tỉnh để nó đọc số điện thoại gọi cho chị hai nó. Là lúc đó là chị hai nó gần ở đó, là chị hai nó đã chạy qua với nó rồi. Rồi bắt đầu ở đây tụi em mới hay tin, rồi tụi em mới gọi cho chị nó để hỏi cái sự việc. Rồi coi là Ngân nó có ổn chưa vậy đó. Tối giờ em cũng không ngủ nữa, coi xong là không ngủ luôn. Hôm qua khi mà sự việc xảy ra là như trong cái xóm này cũng là họ hàng ở dưới nhà. Dạ bà con không mà bà cậu con. Tư, cậu bác Tư, rồi dì Bảy, cô Bảy, cô Sáu, cô Ngân không mà. Rồi em cho anh hỏi như thế này nè, là Nghĩa tức là người chồng sau của Ngân đúng không? Dạ đúng rồi. Người chồng đầu của Ngân đã không ở chung được bao nhiêu năm rồi? Dạ con nó mới đẻ rồi được mấy một chưa tới 1 tháng nữa là không có ở nữa không rồi. Không ở nữa. Rồi Ngân ở dạy nuôi con luôn. Dạ. Nuôi con đến tầm mấy tuổi là quen với cái người tên Nghĩa này? Nuôi con đâu được 3 tháng mấy là Ngân nó đi làm. Đi làm rồi có gửi tiền về mà gửi được có mấy lần là đi qua bên Hồng Ngự làm. Cũng phụ bán cà phê vậy đó. Làm rồi gặp Nghĩa. Là Nghĩa bắt là phải ở nhà, không có cho đi làm nữa. Là không có gửi tiền về nuôi chu cấp cho con nữa, là đâu có tiền đâu mà gửi. Rồi không có được về thăm con luôn nữa. Tức là Nghĩa là nói là Ngân ở nhà không cho Ngân đi làm luôn. Dạ. Nghĩa đi làm, Nghĩa nuôi. Dạ. Nhưng mà em có đó nuôi hay không nuôi thì mình không biết. Nhưng mà là không là Ngân là lâu lắm rồi nó không có về đây. Có những lần mà bị tác động á, là có gọi điện thoại về nhà cầu cứu á, kêu qua rước là trốn về. Đâu được mấy lần á, tụi em đi từ đây qua Hồng Ngự á, rước Ngân mấy lần rồi. Rồi về cũng có khuyên này nọ, thôi bỏ đi đừng có ở nữa. Nhưng mà Ngân thì nó siêu lòng, thằng này nó ngọt xíu là nó quay về nữa. Nhiều lần vậy rồi. Có cái đợt đây gần đây là trước Tết là có quấn nặng lắm, có may hai mũi dưới chân á, rồi xong rồi cũng kêu chị hai gọi về khóc, chị hai cứu em, rồi chị nó chạy qua tới bệnh rước nó với anh rể, chạy qua tới bệnh rước nó về tới đây, thì đâu tầm khoảng nửa tháng là thằng đó qua tới đây rồi nói ngọt, dụ ngọt rồi kêu về bệnh ở rồi đâu có được nhiêu lâu đâu là nó bạo hành con của bé 2 tuổi rưỡi. Lúc đó là bé 2 tuổi rưỡi. Bạo hành xong rồi chở về trước hẻm nè, bỏ thì vô đây, vô tụi em mới thấy con bé nó tự bạch ra, nó chỉ tự nói đúng không? Đúng, nó chỉ cho tụi em coi. Thì em có gọi. Em có gọi qua hỏi sao mà nở hôm nào xuống tay với tác động bé như vậy. Thì Nghĩa nó có chối, nó không có. Nó kêu Ngân là nhắn tin rồi phải chửi về bên này rồi thách đi thưa rồi nọ. Em có phốt một lần rồi. Rồi xong rồi Ngân nó lên đính chính, nó tin nhắn đính chính rồi này nọ. Rồi em mới xong rồi sau một thời gian sau á, rồi Ngân nó trốn đây là mới là trước đây là nửa tháng em có liên lạc với Ngân nè. Ngân gọi em có hỏi tại sao lúc đó tao đang bảo vệ cho con mày, lấy lại cái công bằng cho con mày, mày lại lên mày binh nó vậy. Thì Ngân có nói là bà biết sao không, nó bắt tôi, nó đánh tôi, nó bắt tôi là phải nói vậy, nó bắt tôi, nó ép tôi là phải nói vậy, phải nhận tất cả là tôi tác động bé. Rồi xong rồi em mới nói thôi thì mày về đây đi. Rồi có gì chị em mình đi thưa nó, mày đứng ra mày làm chứng. Thì con Ngân nói để tôi về, nhưng mà đợi hoài không thấy về. Rồi cách đây là một chưa tới một tuần, ngày thứ bảy này là tới một tuần là Nghĩa có qua đây nè, phóng hỏa đốt nhà. Thì
nói Nghĩa có qua đây và phóng quả dạ. Phóng quả ở đây luôn. Dạ đúng. Nhưng mà ai can ngăn ở đây? Không, không có ai hay. Không ai hay thì bà dì bà kế bên nhà, bà nằm bà coi điện thoại, bà chưa ngủ, chưa đóng cửa thì bà nghe một cái bụp, rồi bà xây ra là bà thấy lửa phừng lên, rồi bà la. Rồi thằng cháu nó đứng trước chơi, cháu nhỏ 6 tuổi nó la lên ở đây cũng chạy ra. Rồi lấy nước tạt mà hên là nó quăng cồn. Chứ nếu mà quăng xăng là thôi rồi, xong rồi. Còn anh hỏi sự việc như thế này là Ngân quen biết Nghĩa qua chừng năm mấy rồi đúng không? Không, mà cỡ 2 năm mấy, tại con nó cũng 6 tháng rồi. 2 năm mấy và thường xuyên là Nghĩa có những cái hành vi đúng, tác động rất là nhiều lần. Người con ruột, người con riêng của Ngân. Dạ. Và xong là Ngân bỏ về đây bao nhiêu lần, nói chung là ở đây là hàng xóm hay là người thân đã có khuyên Ngân về. Dạ. Nhưng mà khi mà Ngân về đây thì Nghĩa lại ngon ngọt dù lại Ngân tiếp tục qua. Dạ đúng rồi. Ủa em có thường hay tiếp xúc với Nghĩa không? Không, em được em có bầu 8 tháng mấy á, là nó cũng bé nhỏ, bé con riêng của Ngân á, là dì hai nó đi làm ở Phú Quốc, là dì hai nó nuôi nó, rồi cái dì hai đi làm Phú Quốc gỡ em chữ mấy ngày, Ngân nó nói nó về, nói với Nghĩa về rước, rồi xong rồi không thấy về rước, em với cháu em mới đưa qua bển, nó chặn đường, nó tác động em. Tác động em luôn hả? Đúng, là lúc đó em có bầu 8 tháng rưỡi rồi, nó tác động mà hơn trúng cái nó bảo hiểm em nên em không sao hết trơn. Nói chung là thằng này là nó gặp ai mà không dự ý nó tác động. Đúng. Đó, có đợt thì em không biết nó có hiểu lầm hay không. Đợt đó là Ngân bị nó tác động thì Ngân gọi về cầu cứu. Thì trong nói chung là anh em trong gia đình không mà là mấy con Ngân nó kêu là qua bến đò đón nó để thằng này không cho về. Đây tụi em dụ nó, nói Ngân ấy thì dụ nó đi đặng chở nó về đây nè, kêu nó chở về đây đặng rước xu. Thì chở về đây thì tụi em mới bắt đầu tụi em mới giống như cũng hù cho nó để nó chạy đi để mình bắt con Ngân về vậy đó. Rồi nó tưởng là tụi em quýnh nó nên là em mới qua bển nó mới ấy em. À tức là nó hiểu lầm em. Dạ đúng rồi. Còn em ơi cho anh hỏi là khi mà cái con riêng của em Ngân á, em Ngân là cũng thường xuyên là có như là không có nuôi mà để ở đây cho một bà cô nào đó nuôi đúng không? Dạ cô chị hai nó, chị ruột nó nuôi thì nó có gửi tiền. À. Tiền có gửi tiền mà không có gửi được nhiều, giống như lâu lâu rồi có, nó có nhiều gửi nhiều. Dạ đúng rồi, lâu lâu rồi một tuần gì đó nó bán phụ tập quá với mẹ nghĩ cho nó 200-300 để dành, lâu lâu 200-300 để dành, từ từ chịu mấy gì nó gửi về cho chị, nó mua sữa cho con nó uống vậy đó. Gần đó có hay tâm sự với em như thằng Nghĩa này, anh theo mà em kể như vậy mà Nghĩa thì có máu ghen đúng không? Dạ không, nó không phải là có máu ghen mà là nó có tính chiếm hữu cao, là nó muốn ở cái đó là của nó, là không có được tiếp xúc với ai. Chứ nếu mà em nói anh, nếu mà nó có máu ghen, nó thương vợ nó thì nó đâu có tác động vợ nó như vậy. Với lại nếu mà nó có máu ghen thì ghen với người ngoài thôi, mắc gì trong gia đình chị em ruột nó cũng không cho liên lạc luôn. Không cho liên lạc. Không cho liên lạc, không cho điện thoại về luôn. Rồi vợ nó, con Ngân này đang nhắn tin với chị hai đi, đang nói về vấn đề gì đó, nó thấy không vừa ý là nó quýnh. Vậy hả? Thế này nữa nè, là khi mà hôm qua là thật như phải có một cái câu chuyện nào đó là nó tột độ nó không xảy ra đúng không? À, Ngân bỏ trốn đi là lúc mà em hỏi tao sao mà trốn á, đi á, là Ngân nói là nó kêu tôi đưa cho ba nó là 100 mà tôi không có nghe kỹ, tôi đưa 300 rồi nó lấy dao nó búng tôi xong rồi tôi mới tôi trốn tôi đi lên Tân Châu tôi làm. Rồi nó có nhắn tin nhiều lần, nó đe dọa rồi nó kêu tôi về mà tôi không có chịu về, tôi trốn được tôi mừng. Rồi xong rồi có người làm chung với Ngân á, không biết sao mà liên lạc cho Nghĩa này nè, chỉ chỗ. Vì Ngân hôm qua đang ngồi trong quán ăn với bạn, thì Nghĩa này có lôi Ngân lên xe. Rồi xong rồi người ta có can ngăn, người ta kêu là thả Ngân xuống, thì này nó mới nói là tại vì người ta không biết tính thằng này nó lanh lẹ lắm, nó nói là nó chở Ngân về phòng trọ, rồi phòng trọ đang thuê bên Tân Châu á, rồi mấy người này cứ mới tưởng thiệt mới cho đi. Thì con Ngân thì dư thừa sức biết tính nó sẽ chở Ngân đi, rồi lỡ rồi nó tác động rồi nó là vứt Ngân luôn. Thì Ngân thấy cái chỗ cà phê đông người, nó mới nhảy xuống xe là nó chạy cái đầu gối luôn. Thì Nghĩa này có xuống, nó có lấy, không, nó có lấy vật nhọn á, nó tự hành hạ bản thân nó. Rồi nó mới kêu Ngân chở đi bệnh viện, Ngân không có chịu, Ngân la làng lên. Có cái đoạn ghi âm mà kêu chở đi bệnh viện giùm đi, là Ngân nó không chịu, là nó mới xuống tay với Ngân luôn.
xuống tay tổng cộng là 11 lần đúng không? Dạ 11 lần, nhưng mà nhiều chỗ nặng lắm. Mà có một cái câu chuyện thắc mắc như thế này nè, tại vì sống một năm mấy, gần 2 năm đi, thì những cái lần mà Ngân bị liên tục như vậy mà sao mà người nhà cũng kêu về hết bất, mà Ngân cứ dạ, đúng. Đi về đã xong bắt đầu lại nghe cái thì, này ngon ngon lại đi thì tiếp, đó em nói chung là gia đình cũng không hiểu nó làm sao luôn. Ở đây là về là cô dì chú bác đều khuyên nói thôi đi mày vậy mà ở gì nữa, có ngày là nó có nói nó vậy đó, mà không biết em không biết làm sao vậy, chuyện tình cảm với lại nó có tâm sự là nó nói con nó nhỏ quá nó bỏ đi thì tội nghiệp bằng đó, nên là nó không biết bỏ đi, nó thương thằng nhỏ đó. Rồi con bé lớn của nó thì giờ hồi bữa em có post lên thì bên nội thấy, bên nội cũng bắt về nuôi vậy đó. Thì cũng nói chung là nhiều hoàn cảnh lắm. À tức là bé lớn với là cái con riêng là bên nội của chồng trước đúng không? Dạ. Mẹ chồng đã nuôi bé đó rồi. Dạ nuôi nay mấy tháng rồi. Còn hai vợ chồng chỉ nuôi cái con bé mà thằng bé mới đẻ thôi. À vậy ha. Rồi là hình như Ngân với Nghĩa hình như đâu có đăng ký kết hôn đâu. Có. À, lúc không có đám cưới thôi, mà lúc mà đẻ xong là Ngân nó nghe này nói là đăng ký kết hôn, đặng làm giấy khai sinh cho con, là nó có lấy hộ khẩu đăng ký kết hôn với thằng này. Rồi bữa là Ngân nó có gọi về cho em, nó nhờ là nói Nghĩa này gỡ giấy đăng ký kết hôn, rồi gỡ giấy cái gì hộ khẩu của nó, kêu em nhận giùm để mà đi ly hôn. Thì em mới nói thì chừng nào gửi thì nhận, nhưng mà em nghĩ chắc là nó không gửi thiệt, nó đâu có gửi, nó nói vậy thôi chứ nó đâu có gửi đâu. Thì theo anh biết như giờ này thì Ngân cũng đang nằm ở bệnh viện ở bên Châu Đốc á, lúc này cũng gần giờ trưa, nãy giờ em có nghe ngóng cái tình hình sức khỏe của hồi nãy sao? Chị của Ngân gọi về có khóc là nói là bây giờ bé nó làm mệt, nhưng mà bây giờ gia đình thì ai cũng khổ hết trơn hết đó, không có ai có tiền mà cho con bé đi lên tiếng trên hết trơn hết đó. Hồi nãy em cũng có mong cộng đồng mạng giúp đỡ để cho đưa con bé lên tiếng trên, nó còn nước còn tát, chứ tình hình đó giờ bác sĩ nói là nguy hiểm lắm. Mà chưa quan trọng là được. Có tỉnh hay chưa? Dạ chưa. Chưa tỉnh luôn. Nói chung là nó mê, giả sử nó nghe chị nó nói chuyện thì nó biết đó, mở mắt ra, nhưng mà xong rồi nhắm mắt lại liền. Bây giờ là người ta cũng nói là người là chỉ là tiếng chơi. Dạ. Tiếng chơi tức là ở Sài Gòn á ha. Dạ. Một là Sài Gòn, hai là mình chuyển qua bệnh viện Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ gia đình không có điều kiện để chuyển Ngân đi. Hiện tại thì gia đình mình hiện tại là đang tính là chuyển cho bé đi để cho nó có đường sống. Còn bây giờ là gia đình Ngân cũng thuộc dạng nghèo khó, khổ. Giờ còn có hai chị em nương tựa nhau để sống. Mà em cho anh hỏi ở đây là ấp gì em? Dạ ấp Long Hòa 2. Xã gì? Xã Long Điền Nga, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là địa chỉ của nhà của em Ngân ha. Dạ em Ngân là số nhà nó là 57. 57 ha. Dạ. Ủa em còn bây giờ hiện tại người chị mà ở chung với Ngân cũng đang túc trực ở trên đó. Dạ đúng rồi, chị hai, chị ruột của Ngân á. Là chị hai nó cũng có ba người con rồi, cũng khổ lắm. Nói tóm là cái câu chuyện đang nói không phải đúng không nha, hai chị em rồi cũng đã như kiểu mà mồ côi cha lẫn mẹ rồi. Dạ. Tự đùm bọc nhau sống. Dạ, đúng. Và bé Ngân thì cũng có gia đình riêng. Dạ. Rồi chị của chị cũng có cái gia đình riêng, nhưng mà bé Ngân cũng không may mắn là gặp phải người chồng thường xuyên có những hành vi mà tác động như vậy. Dạ, đúng rồi. Và đến ngày hôm qua là cái ngày đỉnh điểm nhất, ra tay ngay tại thị xã Tân Châu. Dạ đúng rồi. Nhiều người á, người ta hôm qua giờ ta không biết, ta nói đánh ghen, nhưng mà thực chất là con chào cô nha. Nãy giờ con kiếm cô cũng không thấy cô ở nhà. Dạ. Cô ơi, cô cho con biết rằng cô có mối cái liên hệ gì với em Ngân 19 tuổi vậy cô? Đó là cháu, con người thứ năm, tôi thứ sáu. Vậy là em Ngân kêu gọi cô bằng cô. Dạ. Cô ruột của em Ngân luôn đúng không? Dạ, cô? Dạ. Dạ, hôm qua cái sự việc xảy ra là người nhà mình là biết thông tin vào lúc mấy giờ vậy cô ha? Dạ 10 giờ mấy. 10 giờ mấy? Tại vì ở trển người ta cho mạng lên đó rồi cái nhỏ cháu đọc được. Dạ. Cái nhỏ cháu báo về mới giật mình thức dậy hết trơn, là cả nhà không ai ngủ được hết trơn. Cả nhà thức dậy luôn. Dạ, cả nhà thức hết luôn. Dạ. Thì cô nãy giờ con đi vô nhà con không thấy là cha mẹ của em Ngân đâu hết cô? Là cha mẹ em Ngân còn không? Ba nó mất là mười mấy năm nay rồi, còn mẹ nó đi hai năm nay rồi. Dạ, tức là ở đây là em Ngân sống với ai cô ha?
ngang đó xong với chị em đó, hai chị em đó đi làm bọc với nhau vậy đó. Nó ở với cái thằng chồng đó đó. Dạ. Dạ, nó ở với thằng chồng đó rồi nó quýnh đập con của nó nữa. Dạ. Thôi chồng của em Ngân tác động với con ruột của Ngân luôn hả? Dạ. Tức là con riêng hay là con ruột của hai người? Con riêng. Con riêng. Dạ. Còn người con ruột em Ngân có mấy người con cô? Hai, một đứa con ruột, một đứa con riêng. Một người con ruột, một người con riêng. Dạ. Tức là người chồng đó chỉ tác động với cái người con riêng của em Ngân thôi, còn người con ruột là con, hai đứa nhỏ thì một đứa bao nhiêu tuổi cô ha? Đứa 3 tuổi, đứa 6 tháng. Rồi khi mà ủa cho con hỏi là nhà em Ngân ở bên chợ mới, à, em Ngân đi lên thị xã Tân Châu làm gì cô? Nó có chồng bên Hồng Ngự đó, chồng nó đánh nó sợn cái đầu nó đó. À, thằng chồng nó kêu đưa cho ông và chồng là 100.000, nó không biết, nó nói ba, đừng đâu đưa ba là 300. Yeah. Nó đưa 300 thì thằng này sợn đầu nó luôn. Tức là nghĩa hả cô ha? Nghĩa sợn đầu nó. Dạ, tức rồi là nó sợ quá nó mới đi. Dạ. Rồi nó sợ đánh nữa nó đi rồi. Phải làm mướn làm thuê gì đó, cũng ai mướn gì nó làm nấy, giữa chén giữa ly gì nó làm. Không cho anh... cho con hỏi rõ lại, tức là người chồng ở Hồng Ngự là chồng trước hay chồng sau? Chồng sau. Chồng sau là nghĩa luôn. Nghĩa đó. Rồi bắt đầu là hai đứa cảm thấy vậy bỏ lên Tân Châu đi làm việc luôn. Cái thằng đó thì nó ở nhà nó, còn con nhỏ kia là nó bỏ lên chợ, nó quýnh bị đánh hoài, nó sợ quá nó đi. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú chị sử dụng. Mọi người trung niên, lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu. Mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, nó nhào nguyên chất được ủ với đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này. Đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ủ đường này cô chú anh chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm như cô chú anh chị. 300.000 bao ship toàn quốc là chai 1 lít như cô chú anh chị. Chai như thế này là 1 lít. Nước cốt nhào ủ đường, đó tức nghĩa là khi trái nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đó là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhất thì cô chú anh chị khỏi bàn rồi. Cô chú anh chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú anh chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao ship toàn quốc như cô chú anh chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt. Quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ vùng đau và so bóp bóp là bao của chú anh chị nha mọi người. Xịt một ngày 3 đến 4 lần. Nó đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây. Mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ xịt thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó. Đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000. Đó, đây là nhà làm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú anh chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.